Dạ, kính thưa quý thầy cô, kính thưa tất cả các anh chị đồng nghiệp, thì tiếp theo sau câu chuyện về phẫu thuật trong điều kiện ung thư phổi thì em xin trình bày vai trò của hóa xạ trị đồng thời trong điều trị triệt căn ung thư phổi giai đoạn 3 con mổ được, và kèm theo đó chúng ta cũng sẽ xem lại cái vai trò của hội chẩn đa chuyên khoa hay viết tắt là MPT, nó như thế nào trong lựa chọn và quyết định điều trị cho bệnh nhân. Thì phần trình bày của em sẽ gồm ba cái nội dung chính. Thứ nhất á, là mình sẽ xem lại cái vai trò của MDT. Cái thứ hai nữa mình sẽ nói tóm tắt lại ngắn gọn các nghiên cứu về hóa xạ trị đồng thời. Như các anh chị cũng thấy là hiện tại là trước đây cũng có rất là nhiều cái hội thảo để diễn ra liên tục nói về cái lý thuyết này rồi, cho nên ở đây mình sẽ không lại nhắc lại lý thuyết nhiều nữa. Và cái thứ ba là em xin trình bày một số kinh nghiệm đối với những cái trường hợp ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà không mổ được đó, thì bác sĩ xạ trị có góc nhìn như thế nào và làm như thế nào để có thể lựa chọn được những bệnh nhân hóa xạ trị đồng thời. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại ung thư phổi giai đoạn 3. Chúng ta thấy rằng là đây là một cái nhóm bệnh không đồng nhất, thì chúng ta xem lại cái phân giai đoạn của ACCC8 thì thế nào là ung thư phổi giai đoạn 3. Nó sẽ gồm có một những yếu tố sau đây. Thứ nhất là có hạch N2, N3. Cái thứ hai nữa, nếu mà hạch N1 thì bú là phải là T3 và T4, và nếu mà không có di căn hạch á thì nó phải là T4. Thì quan sát cái hình bên trái thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều cái tình huống ung thư phổi giai đoạn 3 khác nhau. Và bởi vì có quá nhiều tình huống như vậy cho nên cái việc điều trị ung thư phổi giai đoạn 3 như thế này cũng có rất là nhiều lựa chọn điều trị tương ứng đi theo. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là có hai yếu tố để chúng ta giúp lựa chọn được cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là cái gánh nặng bú, tức là bú mà thể tích bú càng nhiều thì cái điều trị triệt để cái vai trò của nó sẽ càng ít lại. Và cái thứ hai là mình sẽ dựa trên thể trạng của bệnh nhân. Nếu mà muốn điều trị triệt để thì thể trạng bệnh nhân phải tốt. Nếu mà thể trạng bệnh nhân không tốt, không chịu đựng được những điều trị này thì chúng ta sẽ có những cái điều trị mà nhẹ nhàng hơn. Bây giờ chúng ta sẽ xem hình. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ thấy là nếu mà bệnh nhân có bú nó tương đối nhỏ và hạch N2 tiềm ẩn, tức là sao? Tức là ban đầu mình mổ được, sau đó mình mới phát hiện hạch N2 chẳng hạn, thì vai trò phẫu thuật rất là lớn. Nhưng nếu mình qua giai đoạn 3A mà có hạch N2 giống như bác sĩ Vĩ hồi nãy nói rồi đó, thì chúng ta sẽ phải xem xét điều trị tân hỗ trợ trước, sau đó mới xét phẫu thuật sau. Nếu bác sĩ phẫu thuật, chúng ta nói nôm na là bác sĩ phẫu thuật đã chê rồi, ca này không thể mổ được nữa, thì lúc này sẽ có vai trò của hóa xạ trị triệt để. Và nếu mà thể trạng bệnh nhân quá kém chẳng hạn, khi mà performance score của bệnh nhân lớn hơn 2, bệnh nhân không thể nào chịu đựng được xạ trị, không thể nào chịu đựng được hóa trị, hoặc là bú thì giai đoạn tương đối sớm nhưng mà nhưng không thể nào chịu đựng được phẫu thuật chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tiến hành là chỉ có chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân thôi. Như vậy thì trong điều trị ung thư phổi giai đoạn 3 thì các yếu tố nào góp phần để chúng ta có thể điều trị thành công, hay nói cách khác là chúng ta có thể cải thiện được tiên lượng cho bệnh nhân một cách tốt nhất, thì đầu tiên quan trọng nhất vẫn là chẩn đoán chính xác được giai đoạn bệnh. Hay hoặc là chúng ta không thể nào chẩn đoán chính xác được giai đoạn bệnh thì chúng ta có thể ít là tiệm cận được với cái giai đoạn bệnh tương đối chính xác. Thì ở đây chúng ta thấy là có một số cái phương tiện, thì ngoài cái việc đánh giá là giai đoạn bệnh chính xác, chúng ta cần phải đánh giá các vấn đề nội khoa của bệnh nhân nữa. Thì ở đây thì em xin đưa ra một số cái tình huống mà trên lâm sàng mà mình thường hay gặp phải. Cái thứ nhất là đánh giá về mặt giai đoạn bệnh, thì không phải cơ sở y tế nào, kể cả những cơ sở y tế lớn đều chụp được PET-CT. Thay vào đó người ta sẽ chụp CT ngực kèm theo xạ hình xương, hoặc là chụp CT bụng để chúng ta đánh giá giai đoạn. Nhưng mà có một điều chúng ta đừng quên, đó là chụp MRI não cho bệnh nhân. Tại vì trước đây có một số bệnh nhân người ta mình chỉ đánh giá là xạ hình xương, mình chỉ đánh giá là CT ngực, CT bụng thôi. Mình thấy ca này mổ được, ca này xạ được thì mình đem bệnh nhân đi mổ đi xạ. Nhưng mà sau khi vừa mổ xong vừa xạ trong, bệnh nhân lại có triệu chứng thần kinh. Lúc đó chụp MRI não ra mới phát hiện là bệnh nhân đã có di căn não từ trước rồi. Như vậy nếu mà chúng ta đánh giá giai đoạn bệnh một cách chính xác ngay từ đầu, chúng ta sẽ không có phải đi mổ một cách vô ích, không phải đi xạ một cách vô ích cho bệnh nhân, mà lúc này bệnh nhân sẽ phải đi điều trị toàn thân trước. Cái thứ hai về vấn đề đánh giá hạch trung thất thì chúng ta thấy là có rất là nhiều phương tiện, ví dụ như chẳng hạn như di căn hạch trên đòn, chúng ta có thể có FNA, hoặc là di căn hạch trung thất chúng ta có thể sử dụng EPUS hoặc EUS. Tuy nhiên không phải bệnh viện nào cũng có được những phương tiện này, kể cả những bệnh viện lớn, và đôi khi chúng ta cũng phải dùng phẫu thuật một cách tối thiểu để staging đúng cái hạch trung thất cho bệnh nhân, giống như bác sĩ Vĩ đã trình bày trong cái bài trước, đó là phẫu thuật Chamberlain. Hiện tại thì xin lưu ý với các anh chị là không còn quan điểm mổ ngực thám sát nữa, chứ là chúng ta không thể nào tầm mổ ngực ra chúng ta chỉ lấy cái bú rồi chúng ta đóng ngực lại, nếu mà chúng ta không mổ được thì hiện tại quan điểm này không còn nữa.
Rồi, về vấn đề thứ hai, sau khi chẩn đoán giai định đoạn bệnh một cách chính xác rồi, thì để cho bệnh nhân nhận được một cái mô thức điều trị phù hợp đối với từng người, thì hội chẩn đa chuyên khoa hay viết tắt là MDT có vai trò hết sức là quan trọng trong việc mà chúng ta đưa ra quyết định điều trị cho bệnh nhân. Thì MDT gồm những thành viên như thế nào? Thì chúng ta biết á, có những cái mô thức điều trị liên quan đến ung thư phổi ngoài bác sĩ là phẫu thuật, bác sĩ nội khoa ung thư, bác sĩ xạ trị, thì những bác sĩ khác ở những chuyên khoa khác cũng rất là cần thiết trong việc góp phần đưa ra quyết định trong điều trị MDT. Chẳng hạn như mình nói là ung thư phổi là chụp PET là gần như là thường quy để đánh giá giai đoạn một cách chính xác, thì vai trò của bác sĩ chẩn đoán hình ảnh và vai trò của bác sĩ y học hạt nhân hết sức là quan trọng trong những cái trường hợp mà nếu mà PET mà chúng ta bác sĩ điều trị chúng ta biết là nhìn không biết là cái hạch này đó là nghiêng về di căn nhiều hơn hay là nghiêng về hạch vi nhiều hơn. Như vậy tại sao chúng ta lại cần MDT trong ung thư phổi? Như phần ban đầu chúng ta đã thấy rồi, trong ung thư phổi giai đoạn 3 có rất là nhiều lựa chọn mô thức điều trị trong những tình huống bệnh cụ thể khác nhau, đòi hỏi tất cả các bác sĩ chúng ta phải ngồi lại với nhau cùng xem xét bệnh nhân một cách cụ thể và liên quan đến nhiều chuyên khoa. Ví dụ như giờ bệnh nhân ung thư phổi có một cái chức năng phổi quá kém đi, hoặc là chức năng phổi đang lưỡng lự không biết có mổ được, có xạ được hay không, thì lúc đó chúng ta phải cần mời thêm bác sĩ nội hô hấp để đưa ra ý kiến của mình. Và khi mà bệnh nhân được quyết định điều trị theo MDT thì cả hai bên đều cùng có lợi hết, đó là bệnh nhân và bác sĩ. Đã có rất là nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nếu mà một bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 quyết định điều trị dựa trên MDT thì có tiên lượng sống còn tốt hơn hẳn một bệnh nhân chỉ được đưa ra quyết định điều trị bởi đơn độc một bác sĩ mà thôi. Và về phía bác sĩ của chúng ta sẽ thấy rằng khi mà ngồi trên MDT thì chúng ta có thể cải thiện được thực hành lâm sàng, cải thiện được kinh nghiệm lâm sàng để đưa ra quyết định điều trị cho bệnh nhân. Như vậy nếu xét riêng về MDT trong ung thư phổi giai đoạn 3 ở Việt Nam của mình thôi thì có những vấn đề gì hiện tại còn tồn tại phải đặt ra? Thì trong MDT chúng ta sẽ thấy là có hai vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất là về mặt chẩn đoán và cái thứ hai là về mặt điều trị. Chúng ta thấy là cái chẩn đoán ung thư phổi nó không có phải đơn giản, đặc biệt là cái việc spacing hạch trung thất. Thì bây giờ để cho thấy nó phức tạp như thế nào thì xin mời anh chị coi một cái tình huống đơn giản sau đây. Đây là hai cái hình PET CT của một bệnh nhân ha. Bệnh nhân này có thể trạng tương đối tốt, thì bệnh nhân có một cái ung thư phổi ở bên phải, nó có bắt PET đây. Trên PET chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có bắt cái FDG tương đối cao ở cái hạch nhóm 4 bên phải và hạch nhóm 5 bên trái. Như vậy nếu mà anh chị tưởng tượng bệnh nhân này ở cơ sở điều trị của mình thì mình sẽ quyết định làm gì đối với bệnh nhân này. À, thì tùy mỗi cơ sở điều trị thì sẽ có một cái phương tiện khác nhau để mình quyết định. Do đó, cái việc giải quyết để chẩn đoán bản chất mô bệnh học hoặc là hạch trung thất di căn nó sẽ không giống nhau ở tất cả các bệnh viện. Như chúng ta đã thấy là staging hạch trung thất chúng ta sẽ có rất là nhiều phương tiện điều trị khác nhau. Đó là lý tưởng. Tuy nhiên, không phải bệnh viện nào cũng có hết tất cả những cái biện pháp đó để staging hạch trung thất đúng cho bệnh nhân, đặc biệt là cái ca này. Do đó cần phải có nhiều bác sĩ ngồi lại để chúng ta coi chúng ta sẽ cần phải staging, cần phải có giải phẫu bệnh hạch nào và hạch nào nó bắt trên bếp nhưng chúng ta có thể bỏ qua được. Bởi vì nếu mà cái hạch đó ra dương tính thì cái lựa chọn mô thức điều trị hoàn toàn khác. Còn nếu mà cái hạch đó có dương tính hay âm tính đi chăng nữa thì cái việc điều trị nó cũng không khác biệt gì nhiều lắm. Thì lúc đó đòi hỏi rất là nhiều bác sĩ ngồi lại với nhau. Thứ nhất, bác sĩ PET. Thứ hai, những bác sĩ mà chúng ta thể làm nội soi hoặc là siêu âm để chúng ta đánh giá được cái hạch này. Thứ ba, bác sĩ phẫu thuật. Và cuối cùng, bác sĩ xạ trị hoặc là bác sĩ hóa trị, chúng ta cùng ngồi lại xem coi mô thức điều trị của bệnh nhân cho bệnh nhân này có thể là gì và chúng ta cần phải staging hạch nào để chúng ta có thể chẩn đoán được một cách chính xác tương đối trên bệnh nhân này. Rồi, sau khi chẩn đoán xong rồi thì chúng ta sẽ đưa vào quyết định điều trị. Thì như chúng ta thấy là trong ung thư phổi thì chúng ta sẽ có 3 mô thức điều trị chính tương ứng với những cái chuyên khoa là chuyên khoa phẫu thuật, chuyên khoa xạ trị và chuyên khoa hóa trị. Thì để đơn giản cho các anh chị dễ hiểu vai trò của các bác sĩ trong cái MDT này, thì cái câu hỏi đầu tiên khi mà ung thư phổi giai đoạn 3 mà đưa lên á thì bệnh nhân này có mổ được hay không? Ha, bệnh nhân này có mổ được hay không? Thì người đầu tiên phải trả lời là bác sĩ phẫu thuật. Thì mổ được hay không là như thế nào? Giống như bác sĩ Vĩ, chúng ta đã nhấn mạnh nhiều lần trong cái bài trước là mổ được là phải đảm bảo cho bệnh nhân có diện cắt R0 thì chúng ta mới mổ. Còn nếu mà mổ mà chúng ta chỉ cắt bú thôi mà chúng ta để lại một cục hạch trung thất, tức là không đảm bảo được R0 thì tốt nhất là chúng ta đừng nên mổ mà chúng ta nên chuyển sang một cái phương thức điều trị khác. Và cái vấn đề thứ hai nữa, cái tiêu chuẩn giữa cái phẫu thuật được và không phẫu thuật được nó không phải là có tiêu chuẩn lý thuyết không mà nó còn phụ thuộc nhiều
vào kinh nghiệm của phẫu thuật viên nữa. Ví dụ như một trường hợp giai đoạn 3 mà N2 đôi khi đối với bệnh viện này là không mổ được, nhưng đối với bệnh viện khác người ta có nhiều kinh nghiệm hơn thì người ta có thể mổ được. Rồi, nếu mà giai đoạn 3 N2 thì chúng ta có cần điều trị tân hỗ trợ trước hay không để giảm thể tích bú trước hay không, rồi sau đó chúng ta mới đi phẫu thuật. Như vậy cũng phải có ý kiến của bác sĩ nội khoa ở đây. Rồi, nếu mà bác sĩ phẫu thuật mình nói năm nay đã chê bệnh nhân này rồi, ôi ca này không thể vào phẫu thuật được, thì lúc này bác sĩ xạ trị sẽ xem xét ca này có thể hóa xạ trị đồng thời được hay không, và khi nào thực hiện được, khi nào thực hiện không được. Và nếu mà không hóa xạ trị đồng thời được thì chúng ta có thể có những lựa chọn nào thay thế, ví dụ như chúng ta hóa xạ tuần tự, hoặc chúng ta chỉ hóa trị đơn thuần thôi, hoặc là xạ trị đơn thuần, hoặc là điều trị giảm nhẹ thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái lưu đồ để chúng ta quyết định trong MBT nó một cách đơn giản là như thế. Như vậy nếu mà có được MBT thì chúng ta có thể đưa ra một cái liệu trình điều trị từng bước cho bệnh nhân. Chúng ta có thể có cái nhìn tổng quát bác sĩ nào sẽ làm trước, bác sĩ nào sẽ làm sau. Do đó chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Và trong phạm vi của một bác sĩ xạ trị thì trong bài này em sẽ bàn luận nhiều hơn về cái góc nhìn của bác sĩ xạ trị đối với những cái trường hợp khi nào hóa xạ trị đồng thời được, khi nào không hóa xạ đồng thời được. Bây giờ trước khi đưa vào góc nhìn ở góc độ lâm sàng thì mình xem lại những cái chứng cứ về hóa xạ trị đồng thời. Thì cho đến hiện nay, đối với những trường hợp ung thư phổi giai đoạn 3 không mổ được, hóa xạ trị đồng thời là điều trị tiêu chuẩn. Tại vì sao? Tại vì ở những cái phân tích gộp, khi so sánh một bệnh nhân được hóa xạ trị đồng thời so với những bệnh nhân được hóa trị trước, sau đó mới xạ trị sau, thì người ta thấy rằng sống còn toàn bộ của những bệnh nhân được hóa xạ trị đồng thời nó cao hơn hẳn là được điều trị tuần tự. Ở đây chúng ta có thể thấy sống còn 2 năm, 3 năm, 4 năm, hai cái liệu pháp điều trị này có thể chênh lệch nhau tới 5% về mặt sống còn toàn bộ. Rồi, trong vòng 20 năm qua, để cải thiện hiệu quả, cải thiện OS của hóa xạ trị đồng thời thì cũng có rất là nhiều ý tưởng, và những ý tưởng đó đã được thực hiện qua những cái nghiên cứu MBT, những nghiên cứu ngẫu nhiên để làm sao chúng ta có thể nâng cao được hiệu quả của hóa xạ trị đồng thời. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ hóa trị trước cho bú teo nhỏ lại đi rồi chúng ta hóa xạ trị đồng thời, hoặc là sau hóa xạ trị đồng thời chúng ta hóa trị thêm nữa đi để nó bú nó nhỏ lại tiếp nữa, hoặc là chúng ta kết hợp hóa xạ trị đồng thời với các thuốc nhắm trúng đích như là TKI chẳng hạn, hoặc là có rất là nhiều thuốc hóa trị, thay vì chúng ta điều trị thuốc này thì chúng ta sẽ điều trị thuốc kia, thậm chí là chúng ta sẽ tăng liều xạ trị lên, hoặc là có ý tưởng là sau khi hóa xạ trị đồng thời bú nó đã teo nhỏ rồi thì bây giờ chúng ta phẫu thuật chúng ta cắt hết đi thì tiên lượng nó có cải thiện hay không. Thì đáng tiếc là rất là nhiều cái sự phối hợp điều trị các mô thức kết hợp lại nhưng mà nó đều không cải thiện được hiệu quả so với hóa xạ trị đồng thời đơn thuần. Cho đến khi năm 2008 thì nghiên cứu Pacific ra đời, chúng ta sẽ thấy là nó cải thiện ngoạn mục tiên lượng của bệnh nhân hóa xạ trị đồng thời. Thì trong nghiên cứu này người ta phân ngẫu nhiên ra hai nhóm, một bệnh nhân chỉ được hóa xạ trị đồng thời mà thôi, một nhóm bệnh nhân sau khi hóa xạ trị đồng thời thì người ta sẽ điều trị củng cố bằng liệu pháp miễn dịch, đó là Durvalumab trong vòng 12 tháng. Thì kết quả như thế nào? Thì đây là kết quả được cập nhật tại ASCO năm 2021. Thì chúng ta thấy rằng là đối với những tình trạng là sống còn bệnh không tiến triển 5 năm, ở bệnh nhân xài Durvalumab là 16,9 tháng và ở bệnh nhân không được điều trị thêm sau hóa xạ trị đồng thời chỉ có 5,6 tháng mà thôi. Hay như vậy chúng ta thấy là cái thời gian mà sống còn không tiến triển nó tăng gấp 3 lần. Về cái phần trăm thì chúng ta thấy là sống còn toàn bộ 5 năm đây 60 tháng ở đây, nhóm có sử dụng Durvalumab sẽ là 33% và nhóm không sử dụng Durvalumab khoảng 20% mà thôi. Như vậy nó chênh lệch khoảng 10%. Về sống còn toàn bộ những bệnh nhân được sử dụng Durvalumab trung vị là 47,5 tháng so với nhóm không được điều trị Durvalumab là chỉ có 29,1 tháng mà thôi. Và đối với sống còn toàn bộ 5 năm chúng ta cũng sẽ thấy là chênh lệch khoảng 10%, tức là khoảng 43% so với là 33%. Như vậy bây giờ chúng ta nhìn lại toàn cảnh, các nỗ lực cải thiện về hiệu quả xạ trị đồng thời thật ra nó không chỉ dừng lại ở việc là chúng ta sử dụng Durvalumab chúng ta điều trị củng cố. Đây, quan sát cái biểu đồ này chúng ta sẽ thấy là quá trình lịch sử của xạ trị, từ việc xạ trị cho đến hóa xạ tuần tự, hóa xạ đồng thời, hóa xạ tối ưu và sử dụng Durvalumab, chúng ta ngày càng chúng ta cải thiện được tiên lượng bệnh. Tuy nhiên đóng góp một phần quan trọng vào việc cải thiện tiên lượng bệnh của bệnh nhân nữa, như chúng ta đã nói thấy là thứ nhất là mình phải đánh giá giai đoạn bệnh một cách chính xác,
một cách chính xác, đặc biệt là chúng ta phải thực hiện PET-CT nếu có điều kiện, và đừng quên chụp MRI não ở bệnh nhân giai đoạn 3 mặc dù là bệnh nhân chưa có triệu chứng. Cái thứ hai nữa là có sự góp phần trong tiến bộ của các kỹ thuật xạ trị. Ví dụ như bây giờ hiện tại đối với điều trị ung thư phổi thì kỹ thuật tối thiểu là kỹ thuật 3D, nhưng chúng ta có những kỹ thuật cao hơn, đó là kỹ thuật IMRT, hoặc là chúng ta có những kỹ thuật để kiểm soát nhịp thở của bệnh nhân, giúp xác định thể tích đích bệnh nhân tốt hơn. Vậy cái quá trình quản lý cái độc tính điều trị của bệnh nhân trong khóa xạ trị, đồng thời nếu ta quản lý tốt, bệnh nhân điều trị tốt thì cũng giúp góp phần cải thiện tiên lượng bệnh của bệnh nhân. Thì hai cái phần liên quan tới xạ trị này chúng ta sẽ nói trong những cái phần tiếp theo sau đây. Như vậy khi một bác sĩ xạ trị mà đang ngồi trên MDT như vậy, nếu mà bên phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật đã nói, ôi cái này tôi không phẫu thuật được rồi, thì bác sĩ xạ trị sẽ quyết định hóa xạ trị đồng thời bệnh nhân dựa vào những yếu tố nào? Thì ở đây sẽ có hai yếu tố chính. Thứ nhất là những đặc điểm liên quan tới bệnh nhân, và cái thứ hai là những đặc điểm liên quan tới kỹ thuật xạ trị. Thì chúng ta sẽ xem xét lần lượt hai cái đặc điểm chính này. Thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát những đặc điểm liên quan đến bệnh nhân khi nào bác sĩ xạ trị sẽ lựa chọn bệnh nhân hóa xạ trị đồng thời. Thì thứ nhất là tổng trạng bệnh nhân phải tốt. Trong các nghiên cứu ngẫu nhiên á, thì người ta sẽ lựa chọn những cái bệnh nhân có Bufferin status theo ECOG hoặc là theo WHO á, là không hoặc một, tức là bệnh nhân thể trạng tương đối tốt. Thì trên lâm sàng cũng vậy, đối với những bệnh nhân thể trạng tốt thì mình mới xét là hóa xạ trị đồng thời, còn những bệnh nhân mà thể trạng không tốt lắm, ví dụ như BS mình đánh giá là từ 2 trở lên, thì mình có thể lựa chọn những các phương pháp điều trị thay thế, ví dụ như mình hóa trước mình xạ sau, hoặc chỉ là xạ trị đơn thuần để giúp bệnh nhân giảm nhẹ triệu chứng thôi, hoặc là hóa trị đơn thuần tùy vào mức độ suy giảm chức năng và nguyện vọng của bệnh nhân nữa. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai mà bác sĩ xạ trị xem xét đó là độ tuổi. Thì theo các nghiên cứu á, thì người ta thường người ta chỉ lựa chọn những bệnh nhân đâu khoảng giới hạn trên là từ khoảng 70 đến 75 tuổi thôi. Và người ta thấy rằng nếu mà bệnh nhân lớn tuổi, tức là trên 70 tuổi, thì thấy là sống còn sẽ ngắn lại và gia tăng độc tính và tử vong là do độc tính nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà mình quan sát độ tuổi không thôi, mình cũng không có quyết định được là bệnh nhân này có nên hóa xạ trị đồng thời hay không, mà mình phải đặt độ tuổi trong mối tương quan với các yếu tố khác. Thì yếu tố đó là yếu tố gì? Đó là các yếu tố để đánh giá tình trạng lão hóa của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân này có những cái bệnh kèm theo hay không, vấn đề sức khỏe tinh thần nhận thức của bệnh nhân như thế nào và chức năng sinh hoạt bình thường của bệnh nhân như thế nào. Ví dụ như mình nhận một bệnh nhân 71, 72 tuổi, mình nói nôm na, có khi bệnh nhân này nhìn còn phong độ hơn bác sĩ nữa, thì không có lý do gì mà mình đi từ chối hóa xạ trị đồng thời cho bệnh nhân. Nhưng mà có những bệnh nhân mới có 65 tuổi thôi, bệnh nhân rất là hom hem, thì lúc đó chúng ta cũng phải xem xét lại các yếu tố kèm theo để xem bệnh nhân này có thể chịu đựng được hóa xạ trị đồng thời hay không. Như vậy độ tuổi chỉ là một góc nhìn thôi, và chúng ta cũng phải xem xét các yếu tố khác kèm theo. Cái vấn đề thứ ba mà mình cũng cần lưu ý nữa trong việc lựa chọn bệnh nhân, đó là bệnh nhân có bệnh lý nền nặng hay không. Thì ở đây người ta cũng có định nghĩa cho mình luôn, bệnh lý nền nặng là những bệnh lý gì. Thứ nhất là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cái thứ hai là bệnh lý tim mạch, bệnh lý động mạch ngoại vi, hoặc là bệnh lý mạch máu não, tai biến mạch máu não. Thì đây là những bệnh lý nền nặng chúng ta không nên hóa xạ trị đồng thời. Ngoài ra có những bệnh lý khác mà có thể ảnh hưởng đến chức năng mà chúng ta không thể nào chúng ta hóa trị được. Xạ trị thì có thể được, chúng ta không thể hóa trị được. Ví dụ như là chức năng thận kém, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân có bệnh lý gan quá kém, hoặc là chức năng tủy của bệnh nhân quá kém không thể nào hóa trị được, thì lúc đó chúng ta cũng không thể nào hóa xạ trị đồng thời được cho bệnh nhân. Còn đối với những cái tình trạng bệnh lý mãn tính khác mà chúng ta thường gặp, như nếu là ung thư chẳng hạn, bệnh nhân có tăng huyết áp, bệnh nhân có tiểu đường, nếu mà những cái tình trạng này kiểm soát tốt thì chúng ta cũng không có lý do gì mà chúng ta từ chối hóa xạ trị đồng thời cho bệnh nhân. Rồi một yếu tố khác không kém phần quan trọng mà bên phẫu thuật người ta cũng xem xét, đó là chức năng phổi của bệnh nhân. Thì chúng ta xem xét cái hình bên phải đây, hình cái màu bên phải đây. Thì ví dụ như chẳng hạn, nếu một bác sĩ mà người ta phải cắt thùy phổi của bệnh nhân, thì người ta đòi hỏi là cái FEV1 của bệnh nhân ít nhất tối thiểu phải là 1,2 lít. Nhưng mà đối với bệnh nhân hóa xạ trị đồng thời thì chúng ta có thể gia giảm thêm, không có quá quá khắt khe như phẫu thuật là FEV1 là 0,8 lít. Và nếu có điều kiện thì chúng ta cũng có thể đánh giá thêm các thông số về chức năng phổi để chúng ta có được đánh giá tốt cái chức năng phổi, chúng ta hóa xạ trị đồng thời cho bệnh nhân. Rồi, ngoài cái việc chức năng hô hấp ra thì bác sĩ xạ trị rất là quan tâm đến cái nền phổi còn lại của bệnh nhân.
Nếu mà bệnh nhân ung thư phổi có kèm theo cái bệnh lý phổi mô kẽ, tức là bệnh nhân không có triệu chứng nhưng mà khi mà chụp CT ra chúng ta thấy có bệnh lý phổi mô kẽ như thế này, thì chúng ta cũng phải cân nhắc ha, chúng ta cũng phải cân nhắc, bởi vì cái bệnh lý này có thể làm tăng độc tính phổi do xạ trị. Do đó chúng ta sẽ phải cân nhắc coi bệnh nhân này có nên được xạ hay không được xạ. Nếu mà xạ vô tác dụng phụ nhiều quá ha, thì chúng ta cân nhắc chúng ta không không xạ trị cho bệnh nhân này. Rồi, và một yếu tố kèm theo nữa khi đánh giá đó là nguy cơ viêm thực quản. Đây không phải là chống chỉ định xạ trị cho bệnh nhân, nhưng mà có liên quan đến cái việc điều trị, liên quan như thế nào chút xíu chúng ta sẽ bàn sau. Thì đối với những bệnh nhân nào sẽ có nguy cơ viêm thực quản thì chúng ta sẽ thấy cái khung bệnh nhân, khung màu xanh này á, những cái yếu tố mà liên quan tới bệnh nhân thật ra nó cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà có một cái yếu tố chắc chắn hơn, đó là cái vị trí bú. Đối với những cái bú hoặc là những cái hạch trung thất nào đó mà nó quá gần thực quản đi thì chắc chắn khi xạ trị thực quản nó cũng sẽ phải gánh chịu một cái liều xạ tương đối là cao. Và khi mà gánh xạ liều xạ cao như thế thì cái nguy cơ viêm thực quản gần như là chắc chắn xảy ra. Và tại sao bác sĩ xạ trị lại quan tâm đến cái việc viêm thực quản như vậy? Chút xíu chúng tôi sẽ nói sau. Rồi, đó là những cái yếu tố liên quan đến đặc điểm bệnh nhân mà chúng ta sẽ phải xem xét để chúng ta lựa chọn bệnh nhân này có thể khóa xạ trị đồng thời được hay không. Rồi, cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố liên quan về kỹ thuật xạ trị. Trước khi bàn về cái yếu tố liên quan về kỹ thuật xạ trị thì cũng xin trình bày cho các anh chị, nếu mà không làm về xạ trị hoặc là không có liên quan về chuyên ngành ung thư chẳng hạn, để chúng ta hiểu được bác sĩ xạ trị khi mà xạ bệnh nhân thì sẽ làm qua những cái bước gì. Thì đầu tiên chúng ta phải mô phỏng và xác định thể tích xạ trị cho bệnh nhân. Thì có những cái trường hợp tương đối khó, ví dụ như chúng ta sẽ thấy hai trường hợp này. Nếu mà chúng ta có chụp PET CT thì chúng ta sẽ xác định được cái thể tích bú một cách chính xác, cái giới hạn bú một cách chính xác. Khi mà mối tương quan giữa đậm độ bú và đậm độ mô mềm xung quanh nó không có cao như là những cái trường hợp bình thường. Ví dụ như những trường hợp bình thường chúng ta sẽ thấy là bú nằm giữa một cái mô phổi màu đen thì lúc lúc đó là xác định thể tích bú thì rất là dễ dàng. Nhưng trong cái trường hợp bên trái này chúng ta sẽ thấy là bú phổi nó ở vùng trung tâm, nó đè ép phế quản và làm cho xẹp phổi. Như vậy trong một cái CT bình thường, kể cả khi mình đã chụp cản quang rồi, thì mình rất là khó phân định được đâu là giới hạn của bú, đâu là giới hạn của nhu mô phổi xẹp. Rồi, trong hình này mình cũng nhìn thấy nè, mình cũng khó lòng mà xác định được cái giới hạn nào là của hạch nhóm 7, giới hạn nào là của nhu mô trung thất bình thường. Nếu mà mình chụp PET CT này, mình sẽ thấy là những cái vùng bú nó sẽ sáng choang lên và lúc đó mình sẽ xác định thể tích xạ một cách chính xác hơn. Rồi, đấy là trường hợp thứ hai, trường hợp này có thể là không mổ được. Ví dụ như bú nó đã xâm lấn thành ngực rồi thì chúng ta sẽ thấy là cái tương phản đậm độ giữa mô bú và mô thành ngực nó rất là khó thấy nếu mà chúng ta chỉ chụp CT thôi. Nhưng mà khi mà có chụp PET CT vào rồi thì cái giới hạn của nó tương đối là dễ dàng để chúng ta nhận ra. Xét về kỹ thuật xạ trị thì hiện tại thì kỹ thuật xạ trị tối thiểu phải sử dụng đối với những bệnh nhân ung thư phổi đó là kỹ thuật xạ trị 3D, và có những kỹ thuật xạ trị cấp cao hơn mà hiện tại nước mình cũng đã sử dụng tương đối một cách thường quy, đó là sự kỹ thuật IMRT và kỹ thuật VMAT. Thì hai kỹ thuật này khác nhau như thế nào? Thì mình nhìn hai cái hình minh họa này mình cũng có thể thấy. Đối với kỹ thuật 3D thì cái đường liều của chúng ta nó sẽ rất là thô sơ và nó chỉ là những cái khối hình học đơn giản thôi. Ví dụ đây là bú. Thì khi mà chúng ta xạ kỹ thuật 3D thì cái liều xạ cao nó ăn vào nhu mô phổi lành rất là nhiều. Trong khi nếu chúng ta có điều kiện chúng ta sử dụng kỹ thuật IMRT thì cái liều nhu mô phổi phổi lành rất là ít. Và khi mà tạc tượng thì chúng ta có thể hiểu nôm na, đối với kỹ thuật IMRT thì mình sẽ tạc ở những cái chi tiết rất là tinh xảo, ra được cái tượng rất là tinh xảo chứ không phải là một cái khối hình hộp như hình ở trên. Và trên thực tế chúng ta thấy rằng nếu mà cái gì càng tinh xảo thì cái chi phí nó cũng tăng lên. Như vậy cái chi phí điều trị cái kỹ thuật IMRT này nó cũng tăng lên. Rồi, như vậy khi mà xạ trị IMRT thì chúng ta có được những lợi ích gì? Khi mà xạ trị như vậy á, bằng kỹ thuật cao thì chúng ta có thể giảm được các độc tính trên bệnh nhân. Ví dụ chúng ta thấy là viêm thực quản của bệnh nhân cũng giảm, hẹp thực quản của bệnh nhân cũng giảm và viêm phổi đôi khi nó cũng giảm chút ít ha. Bởi vì cái độc tính nó giảm như vậy thì bệnh nhân sẽ tăng tuân thủ cái biện pháp điều trị, bệnh nhân không phải bị gián đoạn bởi những độc tính này, bệnh nhân điều trị liên tục, do đó hiệu quả điều trị của bệnh nhân cũng sẽ tốt hơn. Rồi, một kỹ thuật khác, tức là không phải kỹ thuật xạ trị nhưng giúp chúng ta xác định được
cái biên độ di động của bút khi mà bệnh nhân hít vào và thở ra trong quá trình xạ trị. Thì cái biện pháp cái quy trình đầu tiên mà chúng ta tiến hành xạ trị của bệnh nhân là phải mô phỏng, là khi mô phỏng là bệnh nhân được nằm như thế này, có một cái dụng cụ cố định ôm sát người bệnh nhân để bệnh nhân không có di động nhiều. Khi bệnh nhân thở lên thở xuống như vậy á, thì tại bệnh viện bút thành phố Hồ Chí Minh á, thì có sử dụng một cái tracker người ta đặt trên bụng của bệnh nhân, và khi bệnh nhân thở thì cái tracker này nó cũng di động luôn, và cái máy chụp CT nó sẽ ghi lại cái nhịp thở của bệnh nhân, và lúc đó mình sẽ có tương ứng với cái vị trí bút của bệnh nhân theo từng pha thở. Nếu mà chúng ta biết được cái vị trí bút của bệnh nhân theo từng pha thở thì chúng ta có thể xác định đúng được cái biên độ dao động của từng bệnh nhân, tại vì cùng một vị trí bú nhưng mà bệnh nhân này thở khác bệnh nhân kia, cho nó biên độ dao động nó cũng khác nhau luôn. Và chúng ta cũng có thể lựa chọn điều trị khi bú ở một vị trí nhất định mà thôi. Ví dụ như bú nó dao động như thế này nhưng mà khi mà bú nó ở vị trí cuối cùng thì mình mới phát tia thôi, thì điều này giúp cho việc cái mô lành đó, nó sẽ nhận cái liều xạ ít hơn nhưng mà cái mô bú vẫn nhận được cái liều xạ đủ, do đó từ đó giảm thiểu được cái độc tính trên mô lành. Rồi, trước khi bệnh nhân xạ trị thì chúng tôi cho bệnh nhân nằm trên bàn và chụp một cái con beam CT. Con beam CT có nghĩa là chụp CT một cái liều tương đối thấp để chúng ta so sánh vị trí của bệnh nhân khi mô phỏng và vị trí của bệnh nhân khi xạ trị. Nếu chúng ta match hai cái hình này lại với nhau và chúng ta so sánh mọi thứ nó đều tuyệt hảo, nó đều đúng y pon như vậy rồi, thì lúc đó chúng tôi mới tiến hành phát tia cho bệnh nhân. Rồi, thì nhiều bác sĩ khi mà đi MBT, đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật hoặc bác sĩ ngoại khoa, người ta sẽ hỏi là khi nào chúng tôi sẽ sử dụng kỹ thuật 3D và khi nào chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật AMRT, bởi vì như nói trước đó là kỹ thuật AMRT là bệnh nhân phải chịu một cái chi phí tương đối cao. Thì ở đây sẽ có một số cái lưu hình để cho các anh chị dễ tưởng tượng nếu mà anh chị không có làm về xạ trị. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái trường hợp là hai bệnh nhân, một bệnh nhân là bú 4 cm và di căn hạch trung thất N2, hai bệnh nhân đều giống y chang như vậy hết. Tuy nhiên nếu vị trí bú khác nhau thì chúng tôi có thể lựa chọn các phương pháp điều trị khác nhau. Ví dụ như ở bệnh nhân số 1 bên trái này, bú nó rất là gần với cái hạch trung thất màu đỏ đây, thì chúng ta sẽ thấy là cái thể tích xạ trị nó rất là dễ dàng, và trường hợp này chúng ta có thể xạ trị bằng kỹ thuật 3D, cái giá tiền nó tương đối, nó dễ chịu so với bệnh nhân. Nhưng mà nếu mà bú cũng 4 cm luôn nhưng mà nó nằm sát màng phổi phía sau về phía gần tủy sống. À, tủy sống là một cơ quan chúng ta phải giới hạn liều lại, chúng ta không thể nào mà xả liều cao được bởi vì bệnh nhân sẽ bị liệt tủy và bị liệt liệt hai chân. Thì đối với những cái trường hợp này, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì có thể cân nhắc xạ trị bằng kỹ thuật IMRT để đảm bảo giới hạn liều trên tủy sống. Rồi, bây giờ trường hợp thứ hai cũng là bú 4 cm luôn, cũng là hạch trung thất N2 luôn, nhưng chúng ta sẽ chọn lựa kỹ thuật nào? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn về phía hạch đây, chúng ta thấy hạch hai bên là y chang như nhau hết, nhưng chỉ có vị trí bú khác nhau thôi. Nếu mà vị trí bú nó nằm ở thùy trên như thế này, nó nằm gần hạch, thì cái thể tích xạ trị của chúng ta tương đối nó nhỏ và mình có thể xạ trị được bằng kỹ thuật 3D. Nhưng mà nếu bú nằm ở thùy dưới như thế này thì chúng ta phải xạ trị một cái thể tích phổi tương đối lớn, chúng ta nhìn dưới hàng trên này, mình có thể phải cái phổi của mình á, có phải ăn tia phóng xạ từ thùy trên cho tới thùy dưới luôn như cái hình bên phải các anh chị thấy đây. Thì lúc này đôi khi xạ trị kỹ thuật 3D không đảm bảo được liều trên nhu mô phổi lành, bởi vì khi mà nhu mô phổi lành mà nó chịu liều quá cao thì có thể gây ra viêm phổi do xạ trị. Thì lúc này chúng ta có thể dùng kỹ thuật IMRT, kỹ thuật cao, để chúng ta có thể tiết kiệm liều xạ lên mô lành. Thì tùy vị trí bú mà bác sĩ xạ trị sẽ cân nhắc chọn lựa kỹ thuật nào cho bệnh nhân. Rồi, bây giờ các chị, anh chị sẽ thấy đây là một cái trường hợp trên MDT. À, đây là thể tích xạ đã xác định rồi, thì mình cũng có thể thấy nôm na là đây là một cái trường hợp ung thư phổi bên trái thùy dưới, di căn hạch trung thất và di căn hạch trên đòn đối bên. Thì khi mà đưa ra MDT thì các bác sĩ mới hỏi là ca này có thể hóa xạ đồng thời được hay không. Thì một số trường hợp thì bên xạ người ta hóa xạ được, và một số trường hợp cũng giống y chang như vậy luôn nhưng mà không thể làm được, mặc dù đã sử dụng kỹ thuật cao rồi. Thì vấn đề đặt ra là bác sĩ bên hóa trị người ta mới hỏi là khi nào xạ được, khi nào không không xạ được, để người ta biết, để người ta còn chuyển bệnh qua cho mình. Thì có một yếu tố cân nhắc giữa việc xạ được và không xạ được trên những cái bệnh nhân như thế này, đó là thể tích nhu mô phổi lành. Mình hiểu nôm na trên cái
cái phân số này, tức là trên thể tích bú và thể tích phổi. Thì bây giờ mình nhìn qua đây để mình dễ hiểu. Đối với những cái trường hợp mà bú to chẳng hạn, mà di căn hạch nhóm 4, rồi di căn hạch trung thất đối bên, hoặc là di căn hạch trên đòn luôn, thì thể tích bú nó tương đối lớn. Nếu mà cái bú này, thể tích này nằm trong một cái người mà có thể tích phổi lớn thì dễ dàng đạt được liều phổi trên mô lành hơn là một người cái phổi nó tương đối nhỏ. Nếu mà phổi tương đối nhỏ như vậy thì đôi khi chúng ta không thể nào hóa xạ trị được. Nhưng mà đối với những người thể tích mà phổi nó lớn như thế này thì chúng ta có thể cân nhắc điều trị được trên bệnh nhân này. Rồi như vậy để tóm tắt để các anh chị dễ hiểu thì chúng ta sẽ có một cái ca lâm sàng đi nhanh như thế này. Đây là một cái trường hợp ung thư phổi đã được chụp PET, ung thư phổi bên trái có di căn hạch N2 như thế này và nó bắt PET. Thì khi đưa lên NDT thì các bác sĩ phẫu thuật từ chối phẫu thuật, tại vì ca này bú nó cồng kềnh quá đi, có thể xâm lấn vào tới xương sườn luôn, bác sĩ phẫu thuật không đồng ý phẫu thuật. Thì bây giờ đưa qua hỏi bác sĩ xạ trị có đồng ý xạ trị hay không. Thì theo phân tích nãy giờ mình thấy, xét về mặt xạ trị, ca này có một số điểm bất lợi như sau. Thứ nhất là bú to, chúng ta có thể thấy là bú nó gần chiếm trọn 1/3 thể tích của phổi cùng bên nè. Rồi ca này có di căn N2 nữa, và đặc biệt ca này gần sát tủy sống, ca này gần sát tủy sống. Thì khi mà xem xét thì bây giờ bác sĩ xạ trị có thể đặt ra câu hỏi là bệnh nhân này có thể xạ trị được kỹ thuật cao hay không, vì các lý do ví dụ như về chi phí chẳng hạn, bệnh nhân có thể chịu được hay không, hoặc là trung tâm mình có cái máy kỹ thuật cao để xạ trị hay không. Nếu có thì mình sẽ làm hóa xạ trị đồng thời, và bệnh nhân này thực tế đã được làm hóa xạ trị đồng thời. Còn nếu bây giờ không có được kỹ thuật AMRT này, không xạ được, thì bây giờ tất nhiên chúng ta sẽ xem xét là hóa trị toàn thân trước. Hóa trị toàn thân trước. Sau khi hóa trị toàn thân, chúng ta sẽ đánh giá đáp ứng. Nếu mà bú không đáp ứng, bú nó y chang vậy, nó không có tan được miếng nào hết, thì buộc lòng bây giờ mình chỉ có kỹ thuật 3D thôi. Thì mình có thể xem xét liều xạ trị tạm bợ thấp hơn cái liều xạ trị thực tế. Còn đối với trường hợp mà bú có đáp ứng thì mình cũng có thể xem xét xạ trị luôn. Nhưng mà mình tùy theo trường hợp bú đáp ứng nhiều hay bú đáp ứng ít. Nếu mà bú đáp ứng gần như 80-90%, bú nó tay nhỏ lại, thì lúc đó mình có thể xem xét xạ trị liều triệt để cho bệnh nhân này. Nhưng nếu mà bú nó đáp ứng chỉ có 10% thôi, thì trong trường hợp này mình không thể nào mà mình xạ trị triệt để được hết, thì lúc này mình có thể mình sẽ liều xạ trị tạm bợ trên bệnh nhân này. Đây là một cái lưu đồ để cho các anh chị dễ dàng, các anh chị tưởng tượng ra được cái quyết định của bác sĩ xạ trị như thế nào. À, rồi đối với lựa chọn phác đồ hóa trị thì chúng ta cũng biết rồi, khi mà hóa xạ đồng thời chúng ta sẽ lựa chọn phác đồ hóa trị dựa trên nền tảng là nhóm platin. Thì có rất là nhiều phác đồ hóa trị khác nhau, và tùy thuộc vào từng vùng, từng đất nước. Thì ở Mỹ thì người ta sẽ lựa chọn phác đồ điều trị khác nhau, ở châu Âu khác nhau, ở Nhật Bản thì khác nhau. Cái đó là tùy mỗi quốc gia. Thì có một cái nghiên cứu phân tích gộp, người ta so sánh giữa nhóm cisplatin etoposide và hóa xạ đồng thời bằng bắt liều tất cả platin, thì người ta thấy rằng đối với xài phác đồ PC thì cái giảm bạch cầu, tức là cái độc tính trên huyết học và độc tính nôn nó ít hơn. Thì hiện tại đối với bệnh viện chúng tôi sử dụng cái phác đồ bắt liều tất cả và cả platin hàng tuần cho những bệnh nhân được hóa xạ trị đồng thời. Rồi bây giờ chúng ta quan sát lại một lần nữa các yếu tố xem xét hóa xạ trị đồng thời. Chúng ta sẽ có hai yếu tố chính, đó là những nhóm yếu tố liên quan đến bệnh nhân và những yếu tố liên quan đến kỹ thuật. Bệnh nhân thì chúng ta sẽ xem giai đoạn bệnh như thế nào, 3A, 3B, 3C như thế nào, có đánh giá đầy đủ staging chính xác giai đoạn bệnh của bệnh nhân hay chưa, dựa vào tuổi, tổng trạng của bệnh kèm theo, chức năng phổi, bệnh lý phổi nền, chức năng gan thận. Rồi yếu tố liên quan đến xạ trị thì ta sẽ xem xét là vị trí bú nó có kế cận các cơ quan lành hay không, độ lớn của thể tích xạ trị và thể tích phổi lành. Và ngoài hai yếu tố này ra, chúng ta phải cân nhắc về tình hình kinh tế của bệnh nhân và nguyện vọng của bệnh nhân nữa để chúng ta lựa chọn cái điều trị thích hợp nhất trên bệnh nhân. Có thể đó không phải là điều trị tốt nhất, nhưng mà đó sẽ là điều trị thích hợp nhất trong hoàn cảnh của bệnh nhân. Rồi, đây là một cái lưu đồ tiếp cận là tương đối là đơn giản để các anh chị có thể tưởng tượng ra được MDT người ta sẽ làm như thế nào, người ta sẽ làm các bước như thế nào trong những trường hợp ung thư phổi giai đoạn 3. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem xét là bệnh nhân, thể trạng của bệnh nhân. Nếu mà thể trạng của bệnh nhân tốt thì chúng ta sẽ xem xét điều trị triệt để. Nếu mà thể trạng không tốt thì chúng ta có thể đánh giá lại, chúng ta có thể nâng cao tổng trạng của bệnh nhân được hay không. Nếu mà không được thì chúng ta có thể xem xét những cái điều trị giảm nhẹ mà thôi. Rồi nếu mà bệnh nhân mà có thể trạng tốt, tức là PS đánh giá là không hoạt động, thì bước tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá chức năng cơ thể của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân này chức năng phổi có tốt hay không, tim mạch có tốt không, gan thận có tốt hay không.
Nếu mọi thứ đều tốt hết thì vai trò đầu tiên sẽ là vai trò của bác sĩ phẫu thuật. Bác sĩ phẫu thuật sẽ đánh giá trường hợp này có khả năng phẫu thuật được hay không, hoặc là trường hợp này có tiềm năng phẫu thuật được hay không. Nếu có tiềm năng phẫu thuật được hay không thì chúng ta có cần điều trị tân hỗ trợ hay không. Còn nếu bác sĩ phẫu thuật đã lắc đầu rồi, ca này không phẫu thuật được đâu, thì sẽ tới vai trò của bác sĩ xạ trị. Bác sĩ xạ trị sẽ đánh giá trường hợp này có hóa xạ trị đồng thời được hay không. Nếu mà hóa xạ trị đồng thời được hay không thì mình cũng tính xa xa luôn, bệnh nhân này có sử dụng củng cố durvalumab được hay không, để mình tính toán nguyên một cái điều trị cho bệnh nhân luôn. Còn nếu mà bác sĩ xạ trị đó đánh giá là không thể nào điều trị hóa xạ trị đồng thời được rồi, thì chúng ta có thể xem xét những cái mô thức điều trị thay thế cho bệnh nhân. Ví dụ chúng ta chỉ điều trị toàn thân đơn thuần thôi, chúng ta chỉ xạ trị đơn thuần thôi, còn bệnh nhân nào quá yếu có đôi khi chúng ta chỉ điều trị chăm sóc giảm nhẹ thôi. Thì hiện tại phác đồ hóa xạ trị đồng thời trên bệnh nhân đã được thống nhất là liều xạ là từ 60 đến 66 gray, phân liều 2 gray. Thì phác đồ hóa xạ trị đồng thời có thể rất là nhiều phác đồ, nhưng mà trên nền tảng là platinum, và phác đồ nào có thể là tùy vào sự lựa chọn của các bệnh viện khác nhau. Và hiện tại theo hướng dẫn của ESMO, người ta chỉ khuyến cáo điều trị durvalumab củng cố cho bệnh nhân sau hóa xạ trị đồng thời khi mà mình xét nghiệm PD-L1 dương tính, tức là có nghĩa là nó từ 1% trở lên mà thôi. Còn đối với những trường hợp âm tính, mình cân nhắc mình sẽ không xài, và mình xài đủ 12 tháng. Do đó, trước khi mà sử dụng durvalumab, mình đã có mẫu mô rồi, thì mình cũng sẽ cân nhắc là mình nên làm xét nghiệm hóa mô miễn dịch để mình đánh giá tình trạng PD-L1 trên bệnh nhân này. Rồi, những bác sĩ bên ngoài nếu mà không phải là bác sĩ xạ trị á, thường thì người ta hay sợ là hóa xạ trị đồng thời vô bệnh nhân viêm phổi. Nhưng mà thật ra viêm phổi nó không phải là một cái triệu chứng thường gặp lắm, mà cũng không có phải là mình phải đối mặt liền trong quá trình hóa xạ trị đồng thời. Có khi bệnh nhân sau khi kết thúc liệu trình điều trị xong rồi bệnh nhân mới viêm phổi. Cái mà bác sĩ xạ trị phải đối mặt ngay trong quá trình hóa xạ trị cho bệnh nhân, đó là những cái độc tính như các anh chị thấy trên hình, đặc biệt là viêm thực quản. Nếu mà bú nằm gần thực quản, các anh chị thấy là gần như 80% bệnh nhân hóa xạ trị là bị viêm thực quản. Viêm thực quản thường thì bắt đầu nó sẽ xảy ra từ tuần thứ 2 điều trị của bệnh nhân. Và tại sao người ta lại quan tâm đến điều này? Khi mà viêm thực quản như vậy, người ta rất ăn uống rất là kém, thậm chí bệnh nhân uống sữa cũng được nữa. Do đó, đối với những bệnh nhân hóa xạ trị đồng thời này, thì để cải thiện độc tính này, trước khi bắt đầu điều trị, cần phải giải thích cho bệnh nhân độc tính này và phải có hướng chăm sóc nâng đỡ ngay từ đầu. Phải đưa bệnh nhân đi khám dinh dưỡng để người ta hướng dẫn điểm dinh dưỡng, nâng cao tổng trạng bệnh nhân ngay từ đầu. Chứ mình không đợi là tới tuần 1, tuần 2, tuần 3 bệnh nhân sụt ký đi rồi, thì lúc đó mình mới can thiệp dinh dưỡng vào. Đôi khi nó không còn sớm quá nữa. Và nếu mà bệnh nhân không ăn uống được như vậy, bệnh nhân quá mệt mỏi như vậy, bệnh nhân sẽ từ chối việc điều trị tiếp theo. Bệnh nhân nói thôi bây giờ tôi mệt quá, làm sao tôi khỏe lên nữa đi, thì tôi mới hóa xạ trị tiếp. Còn nếu bác sĩ mà không giúp được thì thôi tôi ngưng luôn, chứ tôi chịu hết nổi rồi, tôi không có thể nào mà điều trị tiếp được nữa. Thì tại sao cái vấn đề điều trị nó lại quan trọng như vậy? Tại vì nếu mà các anh chị để cho bệnh nhân gián đoạn điều trị, về mặt gián đoạn hóa trị hoặc là gián đoạn xạ trị, tức là mình đang xạ trị mình ngưng để cho bệnh nhân khỏe là mình mới đi xạ tiếp, thì cái hiệu quả trên sống còn toàn bộ nó giảm hẳn so với những bệnh nhân mà được điều trị liên tục như thế này. Rồi trong quá trình mà thực hành thì chúng tôi cũng nhận ra rằng một số cái rào cản bệnh nhân của Việt Nam mình không thể tiếp cận được hóa xạ trị đồng thời, ngay cả các thành phố lớn như ở thành phố Hồ Chí Minh. Thứ nhất, chúng ta thấy là đặc điểm bệnh nhân đến với mình phần lớn là giai đoạn, còn đối với mình giai đoạn 3 cũng là bú rất là lớn rồi và di căn nhiều nhất. Đặc biệt là trong thời buổi Covid như thế này, bệnh nhân không thể nào đi khám bệnh được, khi mà đến với mình thì bú rất là to và di căn rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là chẩn đoán giai đoạn, không phải bệnh viện nào cũng có thể tiệm cận được với chẩn đoán giai đoạn một cách chính xác nhất, bằng cách là chúng ta sẽ thiếu PET-CT, chúng ta không có xạ hàng xương, chúng ta không có đầy đủ các phương tiện spacing hạch trung thất. Và khi mà bệnh nhân nhập viện rồi thì đối với những trường hợp mà bệnh viện mà không có khoa ung bướu, tức là không có đầy đủ các mô thức điều trị á, thường thì người ta sẽ hóa trị trước cho bệnh nhân. Sau khi hóa trị xong 4-6 đợt rồi thì lúc này mới chuyển bệnh nhân đến khoa xạ trị.
thì lúc này bệnh nhân không có thể nào mà hưởng được lợi ích của khóa xạ trị đồng thời nữa. Hoặc là những bệnh nhân mà giai đoạn tương đối sớm nhưng mà bệnh nhân nghe nói xạ trị ghê quá, bệnh nhân biết là có thuốc nhắm trúng đích và lúc đó bác sĩ chiều lòng bệnh nhân, bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc nhắm trúng đích trước khỏe re ha, thì bệnh nhân cũng không thể nào khóa xạ trị đồng thời được. Và cái vấn đề quan trọng tiếp theo như mình đã trình bày đó là thiếu hội chẩn liên chuyên khoa trong nội bộ của bệnh viện. Là xin thưa là hội chẩn liên chuyên khoa trong ung thư phổi đối với bệnh viện ung bướu thì cũng chỉ mới thực hiện được 2 năm gần đây thôi. Và khi thực hiện thì tất cả những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3 chúng tôi đều đem ra hội chẩn NDT hết. Và chúng ta thấy là cái sự thay đổi về cái quyết định điều trị nó khác hẳn hoàn toàn so với bệnh nhân chỉ nằm ở quyết định bởi khoa nội hoặc là khoa xạ, khoa phẫu thuật thôi. Và đối với những bệnh nhân mà ở bên những bệnh viện mà có máy xạ, có điều trị toàn thân luôn, thì đôi khi bệnh nhân đông quá, bệnh nhân chờ xạ trị lâu quá thì chúng ta lại chuyển sang hóa trị dẫn đầu cho bệnh nhân trong khi chờ đợi cái việc xạ trị, thì lúc đó cái hiệu quả nó cũng giảm đi luôn, bệnh nhân lúc này sẽ xạ trị tuần tự chứ không phải là hóa xạ trị đồng thời. Rồi như nói với các anh chị là xạ trị kỹ thuật cao hiện tại nó cũng phổ biến nhưng không phải bệnh viện nào cũng có, và cái giá thành nó tương đối cao và không phải bệnh nhân nào cũng có thể chấp nhận được cái giá thành này. Do đó đối với những cái trường hợp mà bú nó tương đối to, mình không thể xạ trị bằng 3D được, không có IMRT, bệnh nhân không thể chịu đựng được cái giá thành này thì bắt buộc chúng ta phải chuyển sang là cái hóa xạ trị tuần tự. Như vậy đây là bức tranh chúng ta có thể quan sát lại, đây là những cái rào cản ở Việt Nam giúp cho bệnh nhân chúng ta không thể nào mà tiếp cận được với hóa xạ trị đồng thời triệt để. Như vậy tóm lại qua bài này thì chúng ta sẽ thấy rằng ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn 3 là một nhóm bệnh tương đối là đa dạng và cần phải có sự quyết định của nhiều chuyên khoa, và để cho bệnh nhân chúng ta có được một lựa chọn điều trị thích hợp thì chúng ta nên đưa bệnh nhân vào MDT để chúng ta quyết định. Đối với những trường hợp ung thư phổi không giai đoạn không tế bào nhỏ giai đoạn 3 mà không mổ được thì hóa xạ trị đồng thời cho đến nay là vẫn là điều trị tiêu chuẩn. Còn sau này hoặc là hiện tại nếu mà mình có thêm chi phí, mình có thêm điều trị bệnh nhân có thêm kinh phí thì mình có thể điều trị củng cố durvalumab sau hóa xạ trị đồng thời nữa, nó giúp cải thiện trung vị sống còn toàn bộ trên bệnh nhân. Hiện tại các tiến bộ về kỹ thuật xạ trị ví dụ như kỹ thuật IMRT, kỹ thuật VMAT có thể giúp cải thiện sống còn và giảm độc tính và tăng tuân thủ điều trị trên bệnh nhân. Và trong quá trình hóa xạ trị đồng thời thì quan trọng mình phải quản lý tốt độc tính của bệnh nhân thì bệnh nhân mới tuân thủ tốt được điều trị của mình và do đó mới thể cải thiện được tiên lượng bệnh một cách tốt hơn. Dạ, bài trình bày của em đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp và quý thầy cô đã theo dõi. Nếu anh chị nào có câu hỏi hoặc có tham luận thì chúng ta có thể tham luận vào cuối buổi. Xin chân thành cảm ơn.